Rồi, xin chào tất cả em học sinh lớp 11 và với phụ huynh. Như vậy thì trong clip trước thì thầy đã quay xong cho em ở cái phần lý thuyết của cái bài số 2 phép tính logarit rồi đúng không? Chúng ta đã nắm được rất là nhiều công thức về logarit và bắt buộc chúng ta phải học thuộc để chúng ta mới vận dụng cách linh hoạt để chúng ta có thể giải được các bài tập em nha. Trong clip hôm nay thầy sẽ quay tiếp cho em phần bài tập. Ở trong đây nó cho 7 bài nha. Thầy cái bài nào dễ thầy sẽ làm nhanh, bài khó thầy sẽ làm chậm em nha. Nếu mà quay mà nhanh á thì có thể thầy làm trong một clip, còn nếu mà chậm thì thầy sẽ quay trong hai clip các em nha. Câu số 1, ở đây người ta yêu cầu các em tính giá trị các biểu thức sau. Những câu này rất là đơn giản em. Ở đây thầy làm trực tiếp cho em xem luôn này, tại vì nó dễ quá mà. Ở đây logarit cơ số 2 16 thì người ta đưa về 2 mũ mấy? 2 mũ 4 đúng không? Nhưng mà người ta đưa về số mũ này ra bên đằng trước này, ta viết đây cơ số 2 đây thì kết quả đây bằng mấy? Bằng 4 này. Bài này bằng 4 em nha. Thôi để thầy viết đây cho nó rõ. Nghĩa là logarit bằng này, cơ số 2 của 2 mũ 2 này, 2 mũ 4 thì nói 4 logarit cơ số 2 của 2 đây. Logarit cơ số 2 của 2 là bằng 4, ở đây 4 nhân 1 bằng 4 này. Câu B, logarit cơ số 3 của 1 phần 27 sẽ bằng logarit cơ số 3 1 phần 27 thì chúng ta sẽ viết trở thành là 27 mũ, ở đây âm 1 cái đã, trở thành logarit cơ số 3 27 ta đưa về là 3 mũ 3 nhân với âm 1 nữa là 3 mũ âm 3. Ở đây chúng ta đưa cái âm 3 ra bên ngoài đây, logarit cơ số 3 của 3 thì kết quả đây sẽ bằng âm 3. Làm nhanh như vậy cũng được em, không sao đâu. Ở đây là log, log nghĩa là đây cơ số mấy, đây chính là cơ số 10 này. Như vậy logarit log ở đây của 1000, 1000 thì bằng 10 mũ mấy? 1000 thì bằng 10 mũ 3. Đưa số 3 ra, logarit cơ số 10 của 10 thì bằng mấy? Bằng 1. Nhưng mà kết quả đây bằng 3 này. Câu D, 9 mũ logarit cơ số 3 của 12 đúng không? 9 này thì chúng ta đưa về là 3 mũ mấy? 3 mũ 2 của logarit cơ số 3 của 12 bằng tiếp bằng, như vậy thì nó ra được ở đây là 3 2 logarit cơ số 3 của 12. Sau đó chúng ta đưa số 2 này vào trong đây để nó trở thành là số mũ đúng không? Logarit cơ số 3 của 3 ở đây là 12 mũ 2. Như vậy thằng này bằng 1, nhưng mà kết quả ở đây là bằng 12 mũ 2. À, 12 x 12 là bằng 140. 144 xong. Để thôi. Chúng ta sẽ đi sang bài số 2. Bài số 1 xong rồi các em. Các em muốn mà kiểm tra là kết quả của mình làm có đúng hay không thì chúng ta có thể sử dụng máy tính bỏ túi. Ví dụ như cái bài D này đây, câu D này, chúng ta bấm, ví dụ như bấm số mũ ở đây, 9 mũ logarit cơ số 3 của 12 thì chúng ta bấm phím này trước. Đấy, đây là cơ số, đây số mũ đúng không? Đây là 9 này. Bấm phím cuộn lên đây, ta bấm logarit ở đây, cơ số mấy? Cơ số 3 của đây là 12. Xem thử phải bằng 144 đây. Chứng tỏ là người ta làm chính xác. Máy tính thì không thể làm sai được, từ khi con người chúng ta nhập số liệu vô nó bị sai thôi. Đơn giản này thôi nha. Nó đã có máy tính hỗ trợ rồi thì sau khi chúng ta làm xong chúng ta bấm một phát một kiểm tra xem các kết quả này nó có đúng hay không để chúng ta biết ha. Như đây câu số 2, tìm các giá trị của x để biểu thức sau có nghĩa. Như vậy thì các em nhớ này, logarit cơ số a của b đi, thì cái điều kiện của chúng ta ở đây là gì? Nói về cơ số thì a này phải lớn hơn 0 và đồng thời a này phải khác 1 này, và cái hệ số b này thì b nó phải lớn hơn 0. Nhớ lại như vậy. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy là câu a thì logarit cơ số 3, 3 nó đã lớn hơn 0 và 3 này khác 1 rồi, thì chúng ta chủ yếu là ở đây cái hệ số này thôi, thì game sẽ cho cái hệ số này lớn hơn 0 là xong. Như vậy ở đây câu a này, game ghi là logarit cơ số 3 của 1 trừ 2x có nghĩa khi nào game? Khi cái hệ số b ở đây này nó sẽ lớn hơn 0, nghĩa là khi ở đây là 1 trừ 2x lớn hơn 0 thì từ đây chúng ta tương đương, chúng ta giữ số 1 ở đây lớn hơn, chuyển cái âm 2x này qua bên đây trở thành là 2x. Từ đây chúng ta tương đương x này nó sẽ nhỏ hơn là gì? 1 phần 2. Được không? Câu B,
câu B ở đây là em ghi là logic cơ số, đây là x cộng 1 của 5. Có nghĩa khi gì các em? Tại vì ở đây là cơ số, mà cơ số thì ở đây nó thỏa mãn hai điều kiện này, một là lớn hơn 0 và hai là khác 1. Nghĩa là ở đây là ta có x cộng 1 này phải lớn hơn 0 và x cộng 1 này phải khác 1. Nên từ đây ta tương đương là x này nó phải lớn hơn âm 1 và x này nó phải khác mấy? X này nó phải khác 0. Tại vì 1 trừ 1 này bằng 0 rồi. À, xong. Đó. Hiểu chưa? Ok. Chúng ta sẽ đi sang ở câu tiếp theo. Câu số 3 các em. Câu số 3 ở đây người ta yêu cầu như này, sử dụng máy tính cầm tay làm tròn đến chữ số phân thứ tư. Trời ơi, cái bài này dễ như ăn cháo nhưng mà bài này thì bấm nhanh nha. Bây giờ chúng ta sẽ bấm logic cơ số 3 của 15. Để ở đây có cơ số và hệ số thì chúng ta bấm cái phím này, logic cơ số này. Cơ số A của B này, ở đây chúng ta nhập ở đây là cơ số là 3. Sau đó chúng ta bấm phím cuộn này. Ở đây 5. À, 15 nhé. Mày không sao cho đấy. 15 ta bấm cho bằng. Bây giờ chúng ta làm tròn đến chữ số thập phân thứ tư. Thứ tư ha. Đây chữ số thập phân thứ nhất này, thứ hai, thứ ba, thứ tư. Đây thứ tư này. Đằng sau chúng ta là số 7, chúng ta cộng thêm một đơn vị ở đây. Cộng thêm một đơn vị thì nó trở thành 10, thì chúng ta viết trở thành là 0. Là 10, đây là trở thành số 5, như vậy trở thành là 4650. Hiểu chưa? Như vậy thằng này sẽ gần bằng là 2,4650. Xong. Tiếp tục. Ở đây chúng ta bấm như thầy là logic 8 trừ 3 cơ số 10, thì để gọi cơ số 10 chúng ta bấm shift. Ở đây nó có hai cái bấm, một là chúng ta bấm 8 logic của cơ số 10 của 8 trừ logic của 3. Hai là chúng ta bấm ở đây trừ thì chúng ta trở thành phép chia. Nghĩa là thằng này, cách thứ hai chúng ta có thể bấm là logic ở đây là của 8 phần 3 này. Cơ số 10 của 8 phần 3. Tại vì trừ thì chúng ta đưa về chia. Thì bây giờ chúng ta cứ bấm theo cái của nó đây. Trừ ở đây shift log ở đây của 3. Rồi. Làm tròn chữ số thập phân thứ tư 1 2 3 4 đây. Đằng sau là chữ số 6 chúng ta cộng một đơn vị. Như vậy thằng này trở thành số 0, cộng 1 vô đây là 6, trở thành là 0,4260. Ở đây sẽ gần bằng là 0,4260. Tiếp tục. Ta bấm 3 lên. Ở đây là 3 nhân này. Lên ở đây là phím lên ở đây. Đây đây này, cái này này. Lên. Lên 2. Nghe logic cơ số Y ấy. Đây nghe. Chúng ta sẽ làm tròn đến chữ số phân thứ tư là 1 2 3 4. Đằng sau ta đây số 4 ta bỏ đi, tại vì từ 5 trở lên ta muốn cộng một đơn vị vào trước đây. Như vậy ra được 2,0794. Dễ nghe. 2,0794 xong. Như ăn cháo luôn ha. Chắc có lẽ thầy sẽ quay luôn cho em trong một clip ạ. Chúng ta sẽ đi sang ở cái bài số 4 em. Người ta yêu cầu các em tính giá trị các biểu thức sau. Ở đây câu A này, cái đề bài các em ghi lại nha. Ở đây các em thấy cùng cơ số, mà đây cộng thì người ta sẽ chuyển về là nhân. Ở đây cộng này, chuyển về nhân, ta viết trở thành logic cơ số 6. Ở đây mở ngoặc ra, ta lấy 9 nhân 4. Logic cơ số 6, 9 nhân 4 bằng 36. 36 thì chúng ta sẽ viết trở thành là 6 mũ 2, như vậy kết quả này bằng 2. Rất là nhanh như vậy luôn. Câu B. Ở đây trừ, trừ thì chúng ta sẽ trở thành là chia. Phải không? Cái này áp dụng tính chất nè. Ở đây chúng ta viết trở thành là 2/50. Mà 2/50 thì sẽ bằng là gì? 1/25 đúng không? 1/25. Mà 1/25 thì chúng ta viết trở thành 25 mũ trừ 1 sẽ bằng tiếp logic cơ số 5. Mà 25 mũ trừ 1 thì trở thành là 5 mũ. Ở đây là trừ 2. Trừ 2 người ta chuyển ra bên ngoài thì kết quả đi bằng trừ 2 này. Câu C. Em hiểu không? Logarit ở đây bằng này. Ở đây cùng cơ số 2 đúng không? Thầy nói cùng cơ số 3. Cùng cơ số 3 ở đây. Ở đây ngay chỗ đây nó có 1/2 em.
nó có 1/2 thì chứng tỏ ở đây chúng ta phải đưa cái 1/2 này vô ở trong đây. Thầy làm rất chậm nha. Cơ số 3 đây, trang 2 của 5 ở đây. Trừ logic cơ số 3 ở đây là 15 mũ 1/2 ở đây. Bằng tiếp logic cơ số 3 ở đây, căn 2 của 5 cứ để đó. Trừ logic cơ số 3 1/2 thì nó chính là căn bậc 2 của gì? Của 15. Sau đó ở đây nó cùng cơ số mà trừ thì chúng ta viết trở thành chia căn 2 của 5 chia căn 2 của 15. Đúng không? Ở đây sẽ bằng logarit của 3, chúng ta lòng vô 1 căn trở thành là 5/15. Sẽ bằng tiếp logarit cơ số 3 này căn bậc 2 của 1/3. Có đúng chưa? 1/3 ở đây bằng tiếp này. Logarit cơ số 3 1/3 đây căn bậc 2 thì chúng ta viết trở thành là 1/3 mũ ở đây là 1/2, được không? Chúng ta sẽ chuyển 1/2 này ra. Cứ làm chậm chậm từng bước như vậy. Ở đây là 3, ở đây 1/3, đúng không? Như vậy thì ở đây nó ra được là gì? 1/2 logarit cơ số 3, 1/3 này người ta viết trở thành là 3 mũ trừ 1. Như vậy thì cái trừ 1 ra bên ngoài này, kết quả ở đây sẽ bằng 1/2 này. Bây giờ không tin ta thử bấm thử nha. Ta bấm máy tính thử nha. Thử bằng âm 1/2. Đâu rồi, cái câu C đúng không? Để thầy bấm ở chỗ đây. Chúng ta bấm đây là logarit cơ số 3. Ở đây là căn bậc mấy? Căn bậc 5. Trừ 1/2 nhân logarit cơ số mấy? Cơ số 3 của đây là 15. Đúng chưa? Bằng đây, âm 1/2 này. Kiếm thấy chưa? Thấy âm 1/2 không? Đó. Thầy nói rồi, chúng ta có thể làm rồi đối chiếu kết quả bằng cách bấm máy tính nha. Những cái này thì sử dụng máy tính bấm phát một là xong. Câu A này bằng 2, câu B là bằng âm 2, câu C chúng ta biến đổi là ra bằng âm 1/2. Câu tiếp theo nghe. Câu số 5. Ở đây người ta yêu cầu các em tính giá trị các biểu thức sau. Cơ số 2, cơ số 3 đây 9, 4 nè. Các em thấy không? Như vậy thì ở đây chúng ta sẽ có này. Câu A, logarit cơ số 2 ở đây. Ở đây bằng bước đầu tiên này. Số 9 này người ta đưa về là 3 mũ 2. Nhân ở đây logarit cơ ở đây số 3. Số 4. Số 4 này các em cứ để đó. Được không? Sau đó ở đây sẽ bằng số 2 này, chúng ta sẽ đưa ra phía trước trở thành là 2 logarit cơ số 2 của 3 nhân logarit cơ số 3 của 4. Đối với cái dạng này thì chúng ta đã biết cách tách rồi. Chúng ta đã biết cách tách thì chúng ta sẽ nhìn vào cơ số đầu và cuối này. Đầu và cuối. Cái hiểu không? Đấy. Như vậy thì cái này nó sẽ bằng là 2 logarit cơ số mấy? Đầu chúng ta là cơ số 2 và cái hệ số cuối chúng ta là 4. Có phải cái này chúng ta bằng cách chúng ta tách thôi. Tách sử dụng độ cơ số này chúng ta tách. Hiểu chưa? Ok. Cái chỗ này chúng ta tách ra trở thành là logarit cơ số 2 của 4 nhân cho logarit cơ số 2 của 3 này. Đây thầy làm. Đây thầy chỉ viết chỗ đây. 2 logarit cơ số 2 của 3. Ngay chỗ đây thầy đổ cơ số trở thành logarit cơ số 2 của 4 chia ở đây cho logarit cơ số 2 của 3. Khi đó thằng này triệt tiêu thì còn lại cái số 2 này và cái thằng này. Chứ không các em không hiểu nữa. Ta sử dụng công thức đổi cơ số. Hiểu chưa? Bằng tiếp 2 nhân logarit thằng này 2 mũ 2 kết quả đây bằng 2 nhân 2 là bằng mấy? Bằng 4 nè. Hiểu chưa nào? Ta sử dụng công thức đổi cơ số. Câu B. Logarit cơ số 25 ở đây 1 trên căn 2 của 5. Được không? Như vậy thì ở đây chúng ta thấy là 1 phần này. 1 phần thì cái cơ số ở đây cứ để đấy cái này. 25 thì ở đây chúng ta viết trở thành 5 mũ 2 luôn, viết luôn. Ở đây căn nghĩa là nó sẽ là 1 phần ở đây là 5 mũ bao nhiêu? 5 mũ ở đây là 1/2 đúng không?
các em, 5 mũ 1/2, tại vì căn bậc 2 này, anh em 1 ở đây là căn bậc 2 này, ta viết 5 mũ 1/2. Các em thấy nha. Bằng tiếp, có phải là logarit? Ở đây cái số 2 ở dưới đây thì chúng ta viết trở thành là 1/2 ở đây. Đây là cơ số 5, nghĩa là ta xử lý đưa số 2 này ra thì nó sẽ là 1/2. Thằng này sẽ là viết 5 1/2, nghĩa là âm ở đây là 1/2 ở đây. Thì kết quả ở đây chúng ta đưa cái âm 1/2 ra, chúng ta nhân ở đây trở thành đây là âm 1/ mấy, âm 1/4, logarit cơ số 5 của 5. Nhưng mà kết quả ở đây sẽ bằng là âm 1/4 này. 1/4. Hiểu chưa? Rồi, chúng ta xem câu A với câu B. Rồi, chúng ta sẽ đi sang ở cái câu tiếp theo. Câu C. Câu C này chắc chắn là chúng ta cũng phải sử dụng công thức đổi cơ số này. Chúng ta thấy để ý này, đây 3 này. 9 thì chúng ta viết về cơ số 3 này. Các em thấy đây 5 không? 5 đây cơ số 5 không? Thì chắc chắn ta phải nhìn ở cái cơ số đầu tiên và cái hệ số cuối cùng. Nhớ là cái việc đổi cơ số là như vậy. Như vậy ở đây bằng câu C này. Cái đề bài em ghi lại nha. Thì cái chỗ này logarit cơ số 2 của 3 thì chắc chắn không có làm gì được hết á. Mà người ta bắt đầu đụng như nào? Đụng và chạm là chỗ này và chỗ này trước, đúng không? Thì cái thằng này nó nhân này cho logarit cơ số 3 mũ 2 ở đây. Căn 2 của 5 thì đây chính là 5 mũ 1/2. Logarit cơ số 5 của 4. 4 thì chắc chắn ta đưa về là 2 đây. Bằng tiếp, logarit cơ số 2 của 3 cứ để đó, nhân để đây. Cái số 2 này này, chúng ta đưa ra bên ngoài là trở thành là 1/2. Cơ đúng không? Đúng chưa? Rồi cái 1/2 này chúng ta đưa ra bên ngoài cũng nhân ở đây cho 1/2. Logarit cơ số 3 của 5 ở đây. Nhân ở đây. Nhân ở đây số 2 chúng ta đưa ra bên ngoài trở thành logarit cơ số 5 của 2 ở đây. Đó, như vậy các em thấy là 2 nhân 1/2 bằng 1, chứng tỏ cái hệ số đây nó chỉ còn lại 1/2 thôi. Nên được logarit cơ số 2 của 3 ở đây nhân logarit cơ số 3 của 5 và nhân cho logarit cơ số 5 của 2. Em thấy đường chéo không? Thấy đường chéo không? Đây đường chéo rút gọn này. Như vậy nó còn lại là logarit cơ số 2 của 2 ở đây. Tại vì khi chúng ta sử dụng đổi cơ số thì nó sẽ như nào? Nó sẽ ra hết. Bằng này thầy sẽ viết công thức đổi cơ số cho em xem nha. Nhân này, ở đây em ta chèn ở đây là logarit cơ số 2 vô thì nó ra được logarit cơ số mấy? Cơ số 2 của 5 ở đây chia cho logarit cơ số 2 của 3 này. Tiếp tục chúng ta chèn tiếp logarit cơ số mấy? Cơ số 2 của 2 chia cho logarit cơ số 2 của 5 ở đây. Như vậy kết quả ở đây sẽ bằng 1/2. Thằng này trừ tiêu, thằng này trừ tiêu, nó còn lại thằng này này. Mà logarit cơ số 2 của 2 thì bằng mấy? Bằng 1. Như vậy 1/2 nhân 1 thì kết quả ở đây sẽ bằng 1/2. Xong. Câu C nghe. Khá là dài nhưng mà nó phải logarit như vậy. Từ trên xuống dưới, chúng ta tính xong, sau đó chúng ta dùng máy tính chúng ta bấm xem thử kiểm tra thử nó có phải bằng 1/2 hay không game nha. Ok, chúng ta sẽ đi xem ở cái bài số 6. Ở đây người ta yêu cầu là đặt logarit cơ số 10 của 2, nghĩa là log 2 bằng A và log 3 bằng B, biểu thị các biểu thức theo A và B. Như vậy đây câu A này, logarit cơ số 4 của 9. Bây giờ chúng ta sẽ viết nó sẽ trở thành là gì em? Logarit cơ số 4 của 9 mà đây là log này. Log nghĩa là logarit cơ số 10. Thì đây là hệ số và đây cơ số, thì hệ số trên tử và cơ số dưới mẫu đó, ta sẽ viết trở thành log của mấy? 9 chia log của mấy? Của 4. Cái này chúng ta đã có công thức rồi các em nhé, đã có công thức rồi. Không giải thích gì thêm nữa. Logarit ở đây là 9 thì chúng ta đưa về 3 mũ 2. Ở đây log 4 thì chúng ta đưa về 2 mũ 2. Đúng chưa? Bằng tiếp. Ok, chúng ta hiểu không? 2 này chúng ta đưa ra phía đằng trước log. 2 này ta đưa về đằng trước log. 22 trừ tiêu nó ra được là log của 3 chia log của 2.
mà log của 3 ra bằng b, mà log của 2 bằng a, nhưng mà kết quả đây bằng b trên a. Xong. Hiểu chưa nào? Hiểu chưa? Câu b. Máy này nó biến đổi công thức khá là nhiều em. Cứ đầu tiên ta lấy log lên cho thầy. Cứ lấy log lên. Cứ ở cái hệ số là trên tử mà cơ số dưới mẫu giống như thằng này. Như vậy người ta lấy log cơ số 10 á, logic cơ số 10 của 12, log ở đây của 6. Đúng chưa? Sau đó cái 12 thì người ta tách ra trở thành là 4 x 3 đúng không? Ở đây là 4 x 3. Nhân thì người ta viết trở thành cộng á. 6 thì chúng ta viết trở thành là 2 x 3. Ok. Bằng tiếp trở thành là log của máy. Các em, log của 4 cộng log của máy, log của 3 chia ở đây cho log của 2 cộng log của 3. Log của 4, 4 thì chúng ta viết trở thành là 2 mũ 2, nên ta đưa ra bên ngoài này luôn nha. Tới cái thời điểm này người ta làm nhanh một bước đi. Log của 3 dưới đây là log của 2 cộng log của 3. Bây giờ thế vô được rồi đó. Log của 2 là bằng a này, nhưng mà ra được 2a cộng cho b ở đây trên cho a cộng b. Xong. Ta nhìn thấy ở câu A và câu B này. Tiếp tục. Đây câu C là logic cơ số 5 của 6 đúng không? Như vậy ở đây câu C này, ở đây là logic cơ số 5 của 6. Chúng ta cũng mạnh dạng chèn log vô, thì nó ra được là log. Ở đây 6, đây là log của máy, log của 5 đúng không? Bằng tiếp, log của 6 thì người ta 6 thì người ta viết trở thành là 2 x 3. Log của 5, bây giờ phải xử lý này. Log của 5 thì 5 thì bây giờ không thể nào mà đưa lũy thừa các kiểu, mà người ta phải viết trở thành là 10 chia 2 các em. 10 chia 2. Bằng tiếp. Ở đây là nhân thì người ta viết trở thành cộng. Log 2 cộng log 3. Ở đây chia. Chia thì người ta viết trở thành trừ. Log của máy 10 trừ cho log của 2. Thế vô được rồi em. Log của 2 là bằng mấy? Ở đây là người ta thế như bằng a. Log 3 là bằng b. Logic của 10 cơ số 10 thì bằng 1 trừ ở đây cho a. Xong. Được em. Câu A này, câu B này, câu C. Nó là những cái bài đấy chúng ta phải thông minh một chút thì nó sẽ ra ngay thôi em. Rất là dễ. Rồi chúng ta sẽ đi sang ở cái câu số 7 em. Câu A này. Nước cốc có nồng độ H cộng là 10 mũ trừ 7 mol trên lít, tính pH của nước cốc. Thì các em nhớ thầy công thức tính nồng độ pH của chúng ta. Nồng độ pH thì bằng âm của log. Log là logic cơ số 10 đúng không? Của nồng độ ion H cộng, nghĩa là nồng độ ion hydrogen á. Thì đây chúng ta thế thằng này vô bằng âm log của đây là gì? 10 mũ âm 7. 10 mũ âm 7 thì cái âm 7 này ra bên ngoài, trừ ở đây có trừ nữa này. Log của đây là 10. Kết quả ở đây sẽ bằng 7 này. Thì chứng tỏ nước cốc là trung tính này. Nước cốc là trung tính. Một dung dịch có nồng độ H cộng gấp 20 lần nồng độ H cộng của nước cốc. Tính độ pH của dung dịch đó gấp 20 lần. Gấp 20 lần như vậy thì nó sẽ là 20 nhân cho 10 mũ trừ 7. Như vậy thì chúng ta ráp log vô. Ta lắp ráp log vô như này. Và chúng ta sẽ bấm máy tính ta tính thôi. Đấy. Hiểu chưa? Đấy. Rất là dễ luôn em. Thì đây để bấm máy tính cái này thì đây. Chúng ta bấm shift vô trừ đây. Logic. Chúng ta bấm trừ đây trước cái đã. Shift log ở đây. Thì ở đây là 20 nhân ở đây cho 10 mũ. Nhân 10 mũ trừ 7 á. Đóng đơn lại. Rồi. Bằng gần bằng 5,7 ha. Gần bằng 5,7 thì đây chính là gì? Nếu mà nồng độ pH mà nhỏ hơn 7 thì nó chính là axit. Bằng 7 là trung tính mà lớn hơn 7 là bazơ. Như vậy thằng này đó chính là axit này. Có thể là axit lactic, axit acetic hoặc là axit lactic chẳng hạn. Vâng. Hiểu chưa? Đây, chúng ta xong nha các em nha. Như vậy thì clip hôm nay tới đây là kết thúc em. Trong clip tiếp theo thầy sẽ quay tiếp cho em bài số 3. Cái bài số 3 này chính là hàm số mũ và hàm số logarit.
Cái bài này khá là dài anh em nha, khá là dài, nhưng mà thầy sẽ quay cho các em để các em xem. Chúc em học tốt, bye bye anh em nha. Ok. Rồi, xin chào các em ủng hộ cái kênh